Dạ chào cô bác quý anh chị, thì đây là một cái video clip Bùi Hồ thực hiện cách đây khoảng nửa tháng. Thì trong video clip đó, do mic của Migo bị lỗi nên thanh nữ không thể ghi âm được. Đây là số tiền mình trao cho người con và người mẹ là 2 triệu đồng của chú Kevin Trần ở Mỹ. Sau một tuần sau thì Bùi Hồ có thực hiện lại video clip, xin mời cô bác quý anh chị cùng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp đó cô bác quý anh chị. Và trước mặt cô bác quý anh chị là một ngôi nhà được là dựng bằng tôn. Và cái hoàn cảnh này á cô bác quý anh chị, thì trước đây Bùi Hồ cách đây một tuần thì Bùi Hồ cũng có quay. Ở đây là hoàn cảnh của một người con hơn 60 tuổi phải nuôi một người mẹ già gần 90 tuổi. Và ngày hôm đó thì Bùi Hồ có trích một cái số tiền của chú Kevin Trần là Việt Kiều Mỹ là 2 triệu đồng để trao cho chú cũng như là bà có tiền để mà đi khám bệnh. Nhưng mà không may thì cái đoạn clip ngày hôm đó, thứ nhất là cái đoạn clip ngày hôm đó không ghi được âm, nên hôm nay Bùi Hồ muốn quay lại cho cô bác quý anh chị xem để tìm hiểu rõ thêm về hoàn cảnh của chú. Và cái thứ hai thì cũng đợt đó là trên cái đường về quê, nên thành thử là Bùi Hồ cũng chật vật để mà chạy về quê. Và hôm nay thì Bùi Hồ ghé lên đây để quay, để thăm chú cũng như là bà, và trao cho bà một ít sữa để cho bà uống nè. Tại vì bà thì bị bệnh phổi á, chú thì cũng bị bệnh luôn, nên thành thử ra là Bùi Hồ phải quay lại cho cô bác quý anh chị xem để biết được cái hoàn cảnh của chú ha. Cũng như là trao một số cái mì với lại cho chú ăn. Tại vì trước đây cô bác quý anh chị thì chú phải ăn cơm thiêu không à. Dạ con chào bà. Dạ con chào chú. Bà bật đèn cho con lên sáng nha chú. Chú bật được không? Được. Ồ sáng rồi đó. Dạ con chào bà nhớ con không? Con là từng rồi, con có thăm bà với chú đó. Con có cho tiền bà đó nhớ không? Dạ. Nhớ ai cho không? Ai cho chú cho. Con cho. Dạ. Chú cho, chú mừng ơn chú. Dạ, hôm đó thì con có đến thăm trao tiền của chú Kevin Trần 2 triệu cho mình đó. Dạ. Dạ có. Rồi hôm nay á thì dạ, con giờ đến đây á thì gửi cho bà với chú sữa nè, mì nè. Dạ. Để ăn hàng ngày nè. Dạ. Này là của con nha. Dạ, dạ. Rồi gửi cho bà sữa nè, hai lốc sữa nè, bà uống, mai mốt có gì con ghé con thăm bà nữa nha. Dạ. Con cháu mạnh khỏe. Dạ. Cũng cảm ơn chú ăn chú. Dạ. Cầu chúc cho con mạnh giỏi nha. Dạ. Hôm nay thì bà chú ăn cơm gì? Ăn cơm là tương cháo. Người ta cho luôn ha. Dạ cho. Chú có thể giới thiệu là chú tên gì, chú nói cho mọi người biết được không? Dạ tên Bo. Chú Bo. Dạ Bo. Là năm nay chú Bo bao nhiêu tuổi rồi? À tuổi tí đó. Là sáu mấy rồi? Dạ 63 hả vậy? 63. Còn dạ, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi mẹo. Bà mà tuổi mẹo. Con chuột. Ủa mấy con mèo đó. Con mèo tám mà tám tám ủa tám mấy bà? Tám mấy nè. Dạ 82 hả gì á? 82, 83 gì ha. Dạ. Rồi chú có nói cho mọi người biết là chú có con không? Chú có vợ không? Dạ có mà thôi rồi. Bỏ rồi. Dạ có chồng khác rồi. Có chồng khác luôn. Dạ. Ừ. 2-3 năm nay ạ. Dạ. Rồi có cháu không? Có con không? Có một đứa con, bây giờ nó về bên ba giờ vợ nó. Nó ở. Có nuôi chú không? Không. Bên đây nhà nghèo. Nghèo á. Bỏ đi. Dạ. Nghèo bỏ rồi hả? Đây hai mẹ con nè. Lúc trước Bùi Hồ có tìm hiểu thì chú Bo này là bị bệnh xỉn nè. Dạ, hàng ngày đúng, phải đi nhặt rác. Dạ. Còn bà thì bị bệnh phổi phải không bà? Dương bệnh đó mà ấy nữa. Ho. Ổi. Ổi. Hôm nay ăn cơm gì cho con coi xem với coi. Ăn cơm hàng ngày á cô bác quý anh chị, ở clip trước Bùi Hồ có quay là ăn cơm hàng ngày á là phải chùa cho nè. Xin của chùa không à? Chùa rồi ăn mà rồi ăn à. Ở trên xã nói ăn đi bệnh gì
ăn hang xương hoài hang bệnh còn bệnh thêm nữa. À, hôm nay có con đem sữa cho bà uống rồi đó. Rồi cái ăn nói thôi à, vừa à, đi cúng vừa ăn tương à, nhà nhà chùa còn còn mình về đây mình ăn cá. À, chú là hàng ngày bà tắm rửa là sao? Tắm rửa dẫn bà vô à? À, ăn uống. Ăn uống bà vậy đó. Tôi bắt tôi ăn, nó mới cho tôi ăn, tôi bắt ăn. Bà là đâu có thấy đường đâu? Không, bà không thấy đường. Dạ. Bà không thấy chú đâu, không coi chú. Không có thấy chú nữa chứ. Nhà này là ai cắt cho chú bò? Ờ, là chùa, chùa chùa mà. Dạ. Dạ chùa mà. Chùa ta cho đó. Chùa ta cho. Đó. Cái khung nhà này là của bên nhà nước cho cô bác quý vị rồi một rồi bây giờ nhà chùa cắt cho lại á. Dạ. Rồi hôm nay thì là đây nè, chú dẫn con lại đây lại ơi. Hôm trước con cũng đi nè, cô bác quý chị thấy không? À. Cái này hăng nữ ta kêu kêu mà về đây ăn cá đi, rồi đi ăn chùa là ăn tương. Dạ. Ai kêu chú? Ở trên xã. À, người ta kêu chú là về ăn cá đi ha. Ừ. Bị chú đau mà. Đau đó. Đau ở trong mấy gian vậy mà. Ăn chút đỉnh à. Ăn chút đỉnh à. Dạ. Rồi hôm nay ta cho chú hả? Dạ. Rồi hôm nay ăn được nhiều không? Ít vậy ta. Ít sạch hả? Ừ. Cá này chúng người ta cũng cho nè. Đâu ai không mua đâu. Hay, ai cho chú? À, mấy đứa cháu. Cháu cháu ở xóm hay là cháu ruột? Cháu gì ở xóm. Mấy thằng này ăn không được, còn nó cho ăn. Đó, có nghĩa là xin ta cho hết trơn á, dạ, phải không? Dạ. Thì ta cho ăn, cho cháu nó cho ăn. Thì cô bác quý anh chị được gọi đèn cho cô bác quý anh chị thấy nè. Này là ta cho ha, dạ, cá lóc kho trời ơi. Cô bác quý anh đậu bắp. Cô bác quý anh chị thấy đậu bắp không? Người có. Giờ này cơm thiêu luôn nè, cơm thiêu luôn rồi chú. Không có cái này cơm dở, gì dở ra. Ừ, ăn cơm chưa? Này, ăn có ăn cơm này không? Không. Rồi nồi cơm này để dở con coi coi. Dở lắm luôn á. Bà thì đâu có làm, chú thì lại yếu xỉn. Cái này gì vậy? Cái này cũng mà nước ấy đó. Nước gì, nước kho hả? Ừ, nước kho á. Kho nè, tôi tương trao nữa. Dạ. Nè. Gọi lại sáng cho cô bác quý chị thấy. Đó. Nhà của chú nè cô bác quý anh chị, thấy không? Hôm trước thì mình cũng có trích cụ quỷ của chú Kevin Trần qua cho chú Bo. Chú xài tiền còn không? Dạ, cũng còn ít. Hôm trước con đưa tiền còn, xài còn không bà? Hả? Còn hả? Cũng cho thuốc cho nó. Cũng còn ít. Còn ít còn được nhiêu? Còn có tiểu vậy. Hằng ngày lúc trước là chú làm gì chú Bo? À, đi dụm đồ mũ rồi bán lại. Lụm đồ mũ bán lại. Ừ. Bán lúc trước ngày được nhiêu? Trời ơi, có nhiêu. Trời ơi, người ta cho. 7-8 ngàn. Rồi bây giờ không lụm nữa? Bây giờ bệnh người ta cho mà. Mệt quá rồi. Mệt người ta cho mà. Con của chú không nuôi chú luôn hả? Không. Không ai nuôi chú. Không ai nuôi được. Có mình mẹ con là không có. Mình mẹ con tự nương nhau. Ừ. Chú có mấy anh em chú? Không có ai. Có hai đứa mà nó có chồng hết đứa rồi. Cô bác của anh chị thấy khung cảnh nhà này. Có chồng hết đứa hả? Dạ. Có chồng hết đứa rồi. Cũng thờ bàn Phật được ha. Rồi chú là hai anh em ruột hả? Dạ hai anh em ruột. Còn đứa em gái nữa đâu? Còn đứa em gái có chồng về về bên trong kêu bằng mà chở chở gì ở Phương Thịnh. Không có nuôi bà hả? Không. Bỏ bà luôn? Không. Bỏ đằng rồi này. Sao chú không có vợ nữa? Không. Trời ơi, bị gan à, vô chùa đi cúng rồi đâu có mà có vợ nữa chứ. Sao vậy? Không. Không, người ta nói chi. Chú vợ chú bỏ hồi năm bao nhiêu năm tuổi? À, mười mấy năm rồi. Bỏ mười mấy năm? Ừ. Đi với con luôn? Ừ. Con không quay lại hả? Không. Hằng ngày chú cho bà ăn cơm mấy cử? À, hai cử à, không ăn nhiều. Bạn khô hay ăn đồ khô hay ăn cơm nước? À, đồ khô. Cháu cũng có. Hôm trước thì Bùi Hồ có nhờ chú ấy cho bà một cái chén cơm. Dạ. Đâu hôm nay chú làm cho bà ăn thử coi. Giờ này cũng tới giờ ăn cơm rồi đó. 4 giờ mấy rồi đó. Ha. Dạ 4 mấy rồi. Ôi. À, 4 mấy rồi. Tới giờ ăn cơm rồi. À. Tính ra là chú Bo là người có hiếu ha. À. Ấy không à, chú ơi. Có một cái này là bắp chuối hả chú? Dạ bắp chuối.
chuối chú ấy lại đó hả? À, luộc lại đó hả? Luộc lại. Này đồ chai người ta cho. Dạ. Sữa. Ơi hôm nay con cho sữa kia là đừng uống sữa này nữa nha. Dạ. Tay của chú bò gung gung luôn hả? Ừ. Sao vậy? Nóng. 60 mấy tuổi phải nuôi mẹ già nè. À. Bà đói bụng rồi hả bà ha? Ít thôi, ít cho bà thôi. Là chú bo là nấu cơm luôn hả? Nấu luôn. Bây giờ nghỉ đi lượm hả chú? Dạ, nghỉ rồi. Hồi đó còn nhậu em giờ bỏ rượu đứt con. Bỏ rượu luôn hả? Bỏ luôn. Thì hồi đó giờ bỏ vợ, vợ bỏ... Ôi cái tay chú gung nè. Ừ. Bà cá bà bóc luôn hả? Không có con nhỏ kia bỏ, nó bỏ nó có chồng đó. Không có cá. Chú bò có ước muốn gì không chú bò? Dạ. Chú có mong ước gì không? Cũng biết lời xương nha. Hồ đạt thôi, chú già nó không có dọn dẹp nên lũ khủ trơn này cô bác của anh chị. À, ba ăn cơm cho chú coi kìa. Đây nè. À, lấy sữa ra chú Bo, lấy sữa ra chú Bo. Bà bóc gì không đó hả bà? Bóc ăn không bóc lắm hả? Nóng ăn ấy, ngủ nóng quá bò. Nóng quá, coi chừng bà nóng á. Hằng ngày là chú Bo bới cho bà ăn tô, bà ăn gì đó hả? À. Ừ, giữ vậy tôi ăn ít chịu hả? Ăn giữ thì tôi cho ăn nhiều, ăn nhiều. Bà ăn ít hả? Ăn ít bà đang bệnh gì bà? Ho rồi bà bán ăn đủ thứ đường, không thấy đường có muỗng kìa, có muỗng kìa, có muỗng muỗng ăn muỗng được không? Ăn muỗng được không? Trời ơi. Hai người chú Bo là bệnh xỉn à? Dạ. Còn bà là bệnh gì? Bà bệnh bụng mà, bệnh đau. Tim hả? Ừ, nó mệt. Bà mà cái bằng gì? Lên là huyết áp nha. Bà đủ thứ. Nên nè, tôi có cục bành đi tay nên cái cục nó nè. Ông mất lâu chưa bà? Bà ông mất ăn lâu mất chưa? Ăn gà hồi đó là chưa có hòa bình mà. Ừ. Ông mất bà ở vậy luôn, không có chồng luôn. Không. Chết rồi thôi. Bà, ông chết rồi thôi, tới giờ. Nè ăn đi. À. Ăn đi. Nóng mà ăn được. Bị cơm nóng mà. Bà thường ngày ăn cơm nóng hay ăn cơm nguội? Ăn cơm nguội. Ăn cơm nguội. Mọi người nóng nóng ha. À. Cô bác. Cô bác quý anh chị thấy cái việc mà bà ăn uống thôi cũng là việc khó khăn, còn cái việc mà tắm rửa còn khó khăn hơn nữa ha. Dạ khó lắm. Tôi tắm ăn rồi, tôi chảy nước cho tôi nè. Còn tôi tắm chứ tôi không cho nó tắm nữa. Bà để nước đó là bà tự tắm luôn chứ không cho kia anh Bo, chú Bo sắp thôi bà không để cho chú Bo tắm ha. Ừ, không sách. Đằng này sách cho bà rồi dẫn bà ra vô. Ừ. Còn tôi rửa tôi tắm à. Chứ nó tắm hàng không cho. Không cho tắm. Rồi lúc đó ông mắc rồi sao bà không có chồng thêm hả? Không. Nó khó thì để nó quấn tôi quá trời chú anh. Nó chết đó. Nó cũng nó chết mà. Nó quấn tôi quá đâu có chồng nữa. Chồng làm gì. Sợ luôn hả? Chú Bo hồi đó giờ là nhà bà ở đây luôn hay sao? Dạ, hồi đó giờ ở đây luôn.
Ở đây chỗ này đất đất bà ngoại. Mà con đỡ mà con này còn cứu chị dâu hay gì nữa mà. À, ở đây có ở chỗ cái nhìn nhau mà. Còn như đất ở thằng Đắng á. Dạ. Chứ vẫn có đất nhiều. Ngày bà ăn được nhiều cơm không bà? Ăn cũng ăn cơm cũng mệt, ăn cơm không có nhiều. Dạ. Ăn cơm không có nhiều mệt mình quá. Mưa vậy có tạt không chú Bo? Không không. Thôi được cầu chút. Mưa đâu đâu tạt. Bà kiếm cơm hả? À, cơm. Đây nè. Sữa này sữa ấm hả? Dạ sữa hút cho bà hút dễ. Dạ. Bà không thấy đường lâu chưa bà? Hai ba năm rồi. Không thấy đường 2-3 năm nay. Trước đây là bà làm cái công việc gì? Tôi hồi đó tôi có con mắt. Dạ. Còn có mắt đó. Cắt lúa mòn, mót lúa, đi cắt lúa ăn. Hồi đó thì đi vậy đó. Rồi bây giờ bệnh rồi. Mấy ổng cho ăn nè. Rồi sao mắt bà bị hư? Không hay gì bị hồi đó giống bà ngoại đó. Dạ. Bà ngoại cũng vậy đó. Bà ngoại cũng bà đâu có thấy đường đâu. Bà chết rồi, cái đau bà chết. Bà đau quá trời bà chết. Có nghĩa là chú Bo thì vợ bỏ. Dạ. Rồi bà thì ông mất nên thành nữ rồi chú Bo ở vậy nuôi bà luôn. Dạ. Con gái là có ghé thăm không? Con gái của bà. Trời ơi. Nó bạc béo lắm. Mưa bạc béo lắm rồi. Đúng không chú ơi. Không ghé thăm bà hả? Không. Nhỏ gái là em ruột của chú. Dạ, hả? Em ruột. Có hai đứa con. Rồi không rước bà nuôi luôn mà bỏ bà luôn. Không. Mà tôi không nói gì nó. Là tôi thứ hai. Tôi thứ hai là nó mà thứ ba. Rồi bà buồn dữ không? Không buồn gì không. Nó khoảng quá rồi không buồn. Lo mình đây nè. Mình không biết chết ngày nào chứ còn cái vụ nó làm gì là không buồn hả bà? Không buồn. Biển nó bỏ vô lâu rồi mà. Bỏ đó giờ luôn hả? Dạ bỏ đó giờ. Rồi con của chú sao không lo cho chú? Trời ơi bị nó có vợ ở bên vợ luôn. Đâu có mà. Hàng tháng có cho tiền chú không? Không. Hiện tại giờ cũng nghèo chết mẹ. Nó cũng nghèo lắm. Bên ở bên vợ cũng nghèo nữa. Bữa cơm bữa cháo thì chứ đánh gì. Nghèo cái bà. Sao không kêu con của chú về ở đây chú bà? Trời ơi bị có con dâu nó không có chịu. Không chịu hả? Không. Ở đây rồi lỡ bệnh hoạn rồi ai chở bà đi ghi bệnh? Ở đây cũng có cái cháu. Này, con nhỏ này, thằng này á, nó bây giờ nó có bệnh hay gì lại kiếm cho nó. Thì nói con cháu nó giúp đỡ giùm chút đỉnh đi. Ở cháu ở sớm viện gì đó. Sớm viện nè. Rồi người ta cho mà. Mua miếng thuốc uống này. Được rồi hai mẹ con bệnh đó. Bà kiếm gì bà? Không kiếm gì. Được rồi hai mẹ con bệnh đó rồi ông thầy Sáu ở ngoài đường hồ đó ông thấy vậy ông mà chở đi ra ngoài bệnh viện hai mẹ con bệnh lượt luôn hai mẹ con bệnh một lượt luôn rồi tiền đâu trị bệnh chú bị mình có sổ nghèo đó rồi cũng người ta không có ăn tiền người ta cho tiền về xe nữa Bà kiếm gì ấy bà? Tôi ngồi đây. Hôm nay con ghé thăm bà để gửi cho bà ít sữa với mì nha. Cũng như là con quay lại con nói dạ. Con cháu mạnh giỏi ha, khỏe khoắn con người ha. Có vợ không? Dạ rồi, có rồi. Có vợ, có con chưa? Rồi. Mồ Phật. Mạnh giỏi, cầu chúc mạnh giỏi con cháu. Mồ Phật. Mồ Phật. Mồ Phật. Mồ Phật. Con cháu cầu chúc con cháu mạnh giỏi mô Phật. Ờ đúng rồi cầu chúc cho chú chúng mạnh giỏi luôn. Dạ. Đấy Mùi Hồ đi quay qua cho cô bác với anh chị nhà của chú Bo với lại bà ở. Ở mưa có tạt không chú Bo? Không. Mưa mà trước này có tạt không? Không. Chú lúc trước cô bác của anh chị phải đi lượm mà những cái ve chai như thế này nè. Đó là nữ là nhà đầy rác hết à. Nhà này cô bác của anh chị không dừng kịp thời của bên ban từ thiện thì nhà của chú á một hết trơn à. À
Hôm nay thấy về đây cũng thấy ngồi đây bà chú chăm sóc bà, chú không đi đâu chứ ha? Dạ không đi đâu đâu. Có đi đâu đâu. Không đi đâu, ngồi đây. Bỏ bà nhà cái ăn là không được. Thôi thưa bà con về nha, bà uống sữa cho mạnh khỏe nha bà. Mang ơn con cháu, cầu chúc con cháu mạnh giỏi nha không. Cháu mình giỏi hết nha không. Mô Phật. Dạ, con về nha. Mô Phật. Chào tất cả mọi người đây. Mô Phật được rồi. Dạ. Chú Bo con về nha. Dạ, chú cho đi về đặng mau mắn về nhà nha. Con đi công việc. Dạ. Rồi bye bye chú nha. Dạ. Mang ơn con cháu chúng mạnh giỏi.